xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thượng Tài vào năm 18 tuổi, trải qua hàng trăm trận tỷ thí, nhưng Võ Sư Thịnh chưa một lần thất bại. Đáng chú ý nhất, năm 1968, Võ Sư Thịnh có cuộc tỷ thí với một võ sư Taekwondo tứ đại thiên hạ, tứ đại thiên đan người Hàn Quốc, đang huấn luyện cho sư đoàn Mãnh Hổ tại Gia Lai. Sau bài đoàn thăm dò, Võ Sư Thịnh áp sát rồi sử dụng cổ đảo, một chiêu trong ngọc cản thần công, hạ gục đối thủ trên sàn đấu. Bây tại Võ Sư Thịnh đang biểu diễn là những tuyệt kỹ của một võ lãnh đường trên võ đài sân đấu. Những câu mặt của bài huyền là tấn công phòng thủ toàn diện, kết hợp với nhu cương đúng lúc, đánh né và phản công rất lợi hại. Thăng pháp nhẹ nhàng, liên hoàn, bộ pháp vững chắc, bộ tay mạnh mẽ, chính xác. Cái lúc tấn công liên hồi, khi lại vờ như tắt thế, sau đó lại dùng cái đòn phản công chết nhóm vào các tiếng hiệu, hạ dụng đối phương một cách đồng bộ. Đó chính là những cái phương phí. Ta bóp của bà trẻ của em. Trẻ giống 80 tuổi.